phái nha mọi người. Vừa lấy cái cọc này nhập ra. Thì đây là cái liên nha mọi người ạ. Liên trắng, liên đỏ. Liên sẽ tắt cho này. Còn đây là cái phiếu mình hạ hàng nãy, tiếng vô tiếng hạ cũng hàng. Thì tiếng sẽ lấy công hàng nhập về. Tiếng sẽ giao mình đứng chạy nha mọi người. Để chụp hình báo số công được độ. Hôm nay thứ bảy chúc mấy anh em có một cuối tuần vui vẻ nha mọi người. Tối xem clip vui vẻ bên gia đình nha. Đó giờ nó chạy mất bọt chưa tức. À, đây là trải nghiệm lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên có trải nghiệm mất bọt nha mọi người. Chứ sẽ chạy ra cổng rồi đến đầu rồi chứ sẽ đổi tài. Thì cái công này là 21 tấn em với anh em, 21 tấn mà để vào sau đít nữa, nói chung thì cũng hơi khó chạy. Và tấn này là lần đầu tiên chạy nó thì có khả năng thì nó hơi khó một tí thôi. Qua cái tài ngồi là tức đi xe thì không có xe, tiếng đi giáp vòng nha mọi người. Sẽ thả cho Tuấn chạy cho quen nha mấy anh em. Thì Tiến chỉ quay hoài khu vực cảng nha mọi người, ra khỏi cảng Tiến sẽ quay, không có liên quan gì cái bên cảng hết nên Tiến không có chia sẻ trong khu vực cảng nha mấy anh em được. Kéo công ra mình phải gài chốt nha mọi người. Đó, chuyện gài. Chỗ hơi non nha mọi người. Tiến sẽ review cái vỏ công cho mấy anh em xem luôn. Cái chỉ số cái công lạnh như thế nào cho mấy anh em xem luôn nha. Cái đầu tiên là số công. Cái trọng lượng của nó là đóng hàng được 30 tấn 480 kg. Còn cái vỏ nữa, cái tare thì nó là 2 tấn 8 80 kg nha mọi người, là 2 tấn 8. À mọi người ha. Mình phải kiểm tra đầy đủ. Chà coi hơi xì không nha mọi người. Cái này nó xì nè, Tiến sẽ đi là siết lại. Rồi mấy anh em phải đi giáp vòng á, xì nè mọi người, mấy anh em nghe không? Giật à, giật nút đây lên Tấn ơi. Rồi giật rồi, giật nút màu đỏ lên. Siết lại à. Siết lại cho chặt nha mọi người. Xì hơi mình nhiều khi mình chạy mình sổ dốc cầu Long Thành hay là những cái sự cố bất ngờ đó, nó đi hơi rất là nguy hiểm. Hơi xe mình lúc nào mình phải giữ cái mức 12 kg nha mọi người. Siêu Tiến sẽ lên quay cái đồng hồ hơi cho mấy anh em xem. Rồi vừa nè. Coi rồi, gắn. Tụt á. Đẩy lên. Rồi, lên xả lốc cây 1. Rồi anh đạp hắn luôn nha. Đi theo kiều anh Tuấn đạp hắn coi bên đây có nó xì hơi không. Bớt xì nha mọi người. Siết lên đó.
Rồi, rồi lên đạp hắn nha. Cái cái lên đạp hắn rồi coi nó xì không. Không nào, lên đạp hắn. Lên đạp hắn nha. Cái này nó bị móp cái răng rồi. Đạp lên thôi, đạp đi. Đạp hắn lên thôi. Đạp cái nữa. Ok mọi người, không xì, gác chất lượng nha. Cái này nè, quất lên tấn, chạy lên tấn. Ok, này xì xíu không sao đâu. Cái ống hơi nó bị móp nha mọi người. Xiết lại nó vẫn xì mà không sao. Nói chung là cái còn cái bên đóng hắn thì chất lượng, tạp hơi nó không có xì. Ok, vậy quốc quốc rồi, vậy quốc rồi. Tập tập sát nha, con mà phải sát nó mới không kêu. Sát được. Ừ. Số xe mắc phọt này nó giống y chang cái xe Fortline nha mọi người, nó 10 số. Mai thứ bảy thì cảng các lái rất là không khó nha mọi người, thì thường mấy anh em chạy cảng thì đa số thì sẽ nghỉ thứ bảy chủ nhật, cho nên cái cảng nó rất là vắng. Còn mấy anh em nào mà chịu cày á, chịu mà đi kiếm tiền về lo cuộc sống gì, đa số thì thứ bảy nhật cày mấy ngày này rất là nhanh nha mọi người, chạy quay đầu liên tục nó không khó, mình chạy nhanh lắm. Dạ, xíu nữa Tiến sẽ lên cao tốc, Tiến sẽ phỏng vấn anh Tuấn cảm nhận như thế nào nha mọi người. Thì anh Tuấn chỉ mới chạy được một đoạn thôi nên có giờ hỏi thì anh Tuấn cũng chưa có thể mà cảm nhận hết được cái hết được cái sự trơn tru của bộ máy mắc phọt, hay là những cái tua máy rồi chớn chạy nó khác biệt gì như thế nào, Tiến xíu Tiến sẽ hỏi nha mọi người. Dạ, Tiến sẽ luôn những cái clip về Tiến lúc nào cũng quay thực tế nha mọi người, chia sẻ trực tiếp cho mấy anh em xem để trải nghiệm về cái nghề xe đầu kéo, cũng như là định hướng được mấy anh em xác định theo nghề lái xe. Rồi bên đây là đang giá vỏ nè, nó ra hối cảng mình phải kiểm tra vỏ cái nào bởi mình tấp vô mình giá. Thì cái cảng lái này có nguyên một đội ngũ giá vỏ dọc lề đường, chung rất là tiện nha mấy anh em đi hàng nặng có thể là đi tỉnh đó, mình ra lấy công xong mình ra mình giá vỏ rồi mình đi xuống tới chỗ vỏ hàng luôn, rất là tiện. Hiện tại anh Tuấn lên tới cao tốc rồi nha mọi người. Thì anh Tuấn có trải nghiệm như thế nào với xe này không anh Tuấn? Nói bự bự ra mấy em nghe vậy. Đầu tiên là cái tay lái cái xe này nó rất là nhẹ và nó động. Mà số thì vào nó cứng quá, nó khít quá. Số khít quá, ga, hắn như ga sao anh? Cái ga thì cái chân ga này nó dạng bê tông, nó chìm hơi khó. Chìm hơi khó. Đó.
chạy nó có đậm hơn chiếc xe kia không ta? Nó đậm hơn, êm hơn, mà nó hơi yếu hơn. Máy máy nhỏ, công suất máy nhỏ hơn, yếu hơn. Từ từ mình quen, mình chiều chiều nó lên. Thì cái xe của Tiến là máy nhỏ nha mọi người, nói chung cũng hơi yếu, chạy công hạng tầm hai mấy tấn thì cũng chung cũng vừa máy, không có thuộc loại nặng máy hay là dư máy nha mọi người. Nói chung mình chạy mình dìu dìu lên, nó không có bốc bằng mấy cái máy điện trôi nha mấy anh em. Nói chung máy máy thọt thì nói chung không có chất lượng bằng xe cách cà đi đâu, máy móc thì cũng không có im re. Thì mấy cái doanh nghiệp Việt Nam thì sẽ đầu tư thì đa số thì chọn những cái dòng xe rẻ tiền để mau thu hồi vốn. Thì mấy em biết tiền nào cũng được của đấy ha mọi người ha. Dùng máy thọt thì chạy rồi sướng thiệt, nó cũng có sướng, nó sướng kiểu như sướng kiểu như đời xe mới thôi, nhưng còn cái chất lượng thì nó không có ngon. Xíu nữa Tiến sẽ quay anh Tấn leo dốc cầu, trải nghiệm lần đầu tiên leo dốc cầu Long Thành bằng xe mắt phọt. Tiến sẽ kết thúc video nha mấy anh em, để xem anh Tấn ảnh leo dốc như thế nào. Thì anh Tấn ảnh vừa qua trạm thu phí nha mọi người. Thì xe anh Tấn lấy chớn lên có dốc cầu cao như thế này với một cái công hàng 21 tấn. Tiến sẽ quay về cận cảnh phía sau cách anh Tấn anh. Cái này mày Tiến hai ga nhưng mà chưa có giặt, chưa khô nên. Lại Tiến Tấn này qua số 6 nha mấy anh em. Giặt luôn. Đạp mạnh qua 7 luôn. Đạp nữa. Càng dưa càng tốt. Rồi đạp giữ cứng ga luôn, giữ ga 12, 13 thì trở lên luôn. Theo như xe Tiến thì có thể là lên được số 6 nha mọi người. Xíu lên tới đoạn giữa nữa sẽ về số 6 lại thì xe Tiến yếu lắm, lên số 7 không nổi đâu. Hơi nhả chân ra tí đạp rồi, nhả nhả ra tí rồi đạp. Về 6 vừa, về 6 liền nhanh luôn, bỏ đạp ra lên. Ừ. Đạp vừa. Giữ đúng ra tự lên, giữ một ga một rồi đừng có ép. Nhiều cái xe mình lên dốc mình không được ép ga, nhưng mà cái tua máy mình nó như vậy, cái dốc mình nó như vậy rồi, mình cứ để một ga mình lên thôi. Nếu mà nó đuối quá mình bắt buộc mình phải về số lần, mình không được mình ép nha mọi người. Mình ép ga thứ nhất là nó hao dầu, hai là nó không có chớn, cả xe mình nó lên dốc không có chớn, mình ép ga thì cái ga mình nó không giờ nó đi nữa. Nên là mình chỉ giữ một ga một, giữ một tô máy thì nó xe nó lên tới đâu thì mình sẽ chạy tới đó, đuối máy mình sẽ về số tiếp. Ví dụ như mình muốn giữ ra 12 mình sẽ giữ ra 12 liên tục, từ nào xe mình nó liệm máy, nó đuối máy, xe mình nó đuối thì mình sẽ về năm lại chẳng hạn là vậy. Ví dụ mình đang chạy mình không có đạp, mình không có đạp như kiểu đường trường mấy anh em hiểu không, dù như đường bằng mình đạp vuốt lên đạp càng nhanh xe càng chạy nhanh, còn mình lên dốc cầu cái để đúng một tô máy mình lên hình như đó là nó rất là lợi xe nha mọi người. Còn mình đạp mà mình đạp ép luôn á,
ép theo kiểu đường trường nó sẽ hại máy nha. Tớ đang sổ dốc. Cảnh nữa rất là đẹp nha mọi người. Sông nước rất đẹp. Thì nói chung thì Tiến tập xe thì ôm xe mới thì anh Tuấn sẽ được trải nghiệm xe mới từ từ, mọi chuyện sẽ quen nha mọi người. Yếu nha mọi người, không có khỏe bằng cái xe cũ của Tiến được. Nói chung thì xe mới thì nó chạy nó sướng hơn, nó im hơn, nó sướng vô đó thôi. Nói chung mà chạy nó khỏe, nó không có nhức mỏi lưng rồi. Nếu như mình có cái sức khỏe mình nó cải thiện lên chút nha mọi người. Tiến nói Tiến sẽ đăng video thì mong mọi người mấy anh em ủng hộ nha. Hôm nay Tiến cố gắng qua những cái clip cho mọi người xem, mong mọi người nhớ đăng ký ủng hộ và nhớ đăng ký và chia sẻ cho kênh Tí nha mọi người. Chúc mọi người có một tối vui vẻ nha mọi người. Chào tạm biệt mọi người.